mà em ngồi im là chết chết đó. Chỉ là em muốn ôm chặt anh lúc này, giữ chặt anh lúc này, không buông tay, để cho em không thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng, rồi ta sẽ rời xa. Vậy là kết thúc, sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là vì sai, sai từ ngày lúc đầu, vì yêu anh quá đông sâu, để giờ đây nặng mắm u sâu. Trái tim.